bạn đang tìm cách để nói tiếng Anh lưu loát miệng màng, chém gió tiếng Anh phần phật và những người khác thì tròn mắt ngưỡng mộ. Qua quá trình luyện tập và dạy học của bản thân, mình đã rút ra 3 bí kíp. Bạn hãy lấy giấy bút ra để ghi lại nhé. Bí kíp số 1 là luyện tập. Bí kíp số 2 là luyện tập. Và bí kíp số 3 là luyện tập. Let's face it, there's no other magical way which can help you improve your English speaking without practice. Hãy đối mặt với một sự thật là không có một cách thần kỳ nào mà không có sự luyện tập lại giúp bạn có thể thực sự nói tiếng Anh trôi chảy cả. Rất xin lỗi phải làm bạn thất vọng, nhưng khi bạn đã biết sự thật, bạn sẽ biết cách hành động để tạo ra kết quả. Sự thật là bạn chưa nói được tiếng Anh bao nhiêu năm nay, bởi vì mang tiếng là đã đi học tiếng Anh ở cấp 3 hoặc đại học, nhưng tổng số giờ bạn thực sự nói tiếng Anh có khi chưa đầy vài chục giờ. Vậy luyện tập bao nhiêu thì đủ? Như nhiều bạn đã biết, để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần luyện tập 10.000 giờ. Nếu mỗi ngày 4 giờ sẽ là 7 năm. Nhưng để nói tiếng Anh giống cách trẻ con 6 tuổi nói tiếng Việt, thì bạn chỉ cần luyện nói 1.000 giờ. Rất đơn giản phải không nào? Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra 1 giờ để nói tiếng Anh, thì bạn sẽ mất 1.000 ngày, tức là khoảng 3 năm. Nếu bạn thấy 3 năm sau mình già khú đế mất rồi, thì bạn cần gấp đôi thời gian lên, mỗi ngày 2 giờ. Vậy bạn sẽ mất khoảng 1 năm rưỡi để hoàn thành. Nhưng bạn lại muốn nhanh hơn nữa cơ, vì mục tiêu của bạn là lấy chồng Tây vợ Tây khi bạn còn trẻ. Vậy thì bạn quyết định sẽ nói tiếng Anh 4 giờ mỗi ngày. Vậy thì bạn sẽ mất bao lâu thời gian? Yes, bạn sẽ mất 9 tháng. Liên tục 9 tháng, mỗi ngày 4 giờ mở miệng ra nói tiếng Anh, bạn có làm được không? Và rất nhiều bạn sẽ trả lời một cách tự tin là không. Vậy bạn hãy thực sự nghiêm túc phân tích tình hình và xem xét mục tiêu của bản thân và lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp mỗi ngày khi bạn mở miệng ra nói tiếng Anh nhé. Nếu cả tuần bạn chỉ ước mơ có thể giỏi tiếng Anh, làm mấy bài tập ngữ pháp mà chẳng mở miệng ra nói tiếng Anh thì 10 năm sau bạn vẫn chỉ cười duyên khi gặp Tây. Vẫy tay chào Tây. Một lần đầu và một lần cuối. Có phải không nào? Để nói tiếng Anh đều đặn hàng ngày, bạn nên xác định một khung giờ cụ thể mỗi ngày. Có thể là 6 giờ sáng dành 30 phút, buổi trưa dành 15 phút và 10 giờ tối dành 30 phút cho việc nói tiếng Anh. Hãy thử thực hiện một tuần, bạn sẽ thấy kết quả hiện ra rõ ràng. Chúc bạn thành công và đừng bao giờ bỏ cuộc vì bất cứ lý do nào nhé.